Sau một trận đấu thăng hoa tại Carabao Cup, Manchester United lại tiếp tục kéo tất cả người hâm mộ đội bóng xuống tận cùng của thất vọng khi liên tiếp bại trận trên sân nhà trước chính Crystal Palace và Galatasaray. Nhận tới 6 thất bại sau 10 trận đấu đầu tiên của mùa giải, đó rõ ràng là kết quả đáng xấu hổ với đội bóng từng 20 lần đăng quang Premier League và 3 lần chinh phục thành công Champions League. Và đó cũng là lúc mà rất nhiều người nhận ra rằng Cristiano Ronaldo đã đúng khi từng chỉ trích Erik ten Hag, đồng thời thừa nhận tập thể Manchester United hiện tại rất tầm thường. Vào khoảnh khắc Marcus Rashford đi bóng xuống đáy biên và tung ra đường tạt chính xác để Rasmus Højlund băng vào dứt điểm bằng đầu dũng mãnh mở tỷ số trước Galatasaray, những tưởng bàn thắng sớm đó sẽ giúp Man United chơi thăng hoa hơn trong phần còn lại của trận đấu. Ai ngờ rằng đó chỉ là màn khởi đầu cho một tấn bi kịch mới tại Old Trafford. Điểm tựa sân nhà từng giúp Manchester United bất bại 32 phần 34 trận đấu ở mùa giải trước, giờ đây cũng không thể cứu vãn được phong độ ngày càng lao dốc của bầy quỷ đỏ. Sự thật có nhiều lý do để lý giải cho việc Manchester United liên tục nhận về những trận thua thảm hại kể từ đầu mùa. Từ hệ thống phòng ngự tệ hại với tâm điểm là màn trình diễn kém thuyết phục trong khung gỗ của tân binh Andre Onana, lối đá quá cá nhân của Rashford, những đường truyền, lệch thước ngắm của đội trưởng Bruno Fernandes, cho đến việc các trụ cột tuyến giữa như Casemiro hay Christian Eriksen liên tục đánh rơi phong độ. Thế nhưng sau tất cả người phải chịu trách nhiệm chính không ai khác ngoài huấn luyện viên Erik ten Hag. Khi số trận thua của quỷ đỏ đã lên đến con số 6, thì rõ ràng Erik ten Hag mới đang là vấn đề nhức nhối tại câu lạc bộ vào thời điểm này. So với mùa giải cầm quân đầu tiên trên đất Anh, vị chiến lược gia người Hà Lan đã không còn tạo dựng được cho tập thể Man United một lối chơi nhất quán. Erik ten Hag cũng không còn truyền được cho các học trò tinh thần quyết tâm cũng như ý chí chiến đấu như ở mùa giải năm 2022 đến năm 2023. Trên tất cả, việc định hình phong cách chơi thứ quan trọng nhất với một đội bóng là điều mà chúng ta không thấy được ở nhà quản lý 53 tuổi. Chưa kể đến việc Erik ten Hag đang bắt đầu có dấu hiệu mất phương hướng trong việc kiểm soát phòng thay đồ. Vụ việc lùm xùm về Jadon Sancho chính là một ví dụ điển hình. Chưa xét đến ai đúng ai sai trong câu chuyện này, tuy nhiên việc Erik ten Hag công khai chỉ trích cầu thủ chạy cánh người Anh trước truyền thông là một bước đi sai lầm, nhất là trong bối cảnh tập thể Man United đã đủ loạn với hàng tá vấn đề từ trong ra ngoài sân cỏ, ngay từ khi mùa giải năm 2023 đến năm 2024 còn chưa khởi tranh. Và rõ ràng, cháy nhà mới ra mặt chuột. Khi mà Manchester United ngày càng loạn, thì người ta cũng ngày càng xăm soi ra hàng tá vấn đề mà trước đến nay bị che giấu. Ngay cả vụ việc của Ronaldo cũng bị đào lại trong thời gian gần đây. Còn nhớ trước khi phải rời Man United trước áp lực dư luận như một kẻ làm loạn phòng thay đồ của đội bóng, Ronaldo đã có những phát biểu làm rúng động truyền thông Anh nhắm thẳng vào Erik ten Hag. Cụ thể, chủ nhân của 5 danh hiệu quả bóng vàng trong quá khứ đã phát biểu như sau: "Tôi không tôn trọng Erik ten Hag vì ông ta không thể hiện sự tôn trọng dành cho tôi. Man United đã không có bất kỳ sự cải thiện nào kể từ ngày Sir Alex ra đi. Tôi không thấy sự phát triển nào hết. Không có gì thay đổi. Tôi luôn muốn những điều tốt nhất cho câu lạc bộ, thế nên tôi đã trở lại đây một lần nữa. Nhưng ở đây không có những điều giúp câu lạc bộ đạt tới đỉnh cao như Manchester City, Liverpool và thậm chí bây giờ là Arsenal. Một câu lạc bộ tầm cỡ như Man United đáng lẽ phải mạnh nhất, nhưng đáng tiếc sự thật không phải vậy." Sau bài phát biểu ở cuộc trò chuyện với nhà báo Piers Morgan ngày ấy, Ronaldo bị đại bộ phận người hâm mộ Man United quay lưng, tỏ thái độ phẫn nộ với cầu thủ từng được xem là biểu tượng chiến thắng ở kỷ nguyên Sir Alex. Kết quả thì ai cũng đã rõ, Ronaldo phải ra đi tức tưởi vì dám công khai bật thầy cũng như bêu xấu câu lạc bộ. Chưa đầy một năm sau lời phát biểu thẳng thừng đó, chúng ta phải thừa nhận rằng Man United đúng là có quá nhiều vấn đề tồn tại giống như lời Ronaldo đã nói, kể cả từ trước và sau khi Erik ten Hag mồi vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Khi trao cho Erik ten Hag một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, giới chủ nhà Glazer kỳ vọng cựu thuyền trưởng Ajax sẽ xây dựng được một đội hình giàu tính cạnh tranh, qua đó dần tìm lại ánh hào quang cho đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh. Thế nhưng những gì người ta đánh giá cao ở Erik ten Hag đang dần vỡ vụn trong mùa giải cầm quân thứ hai của ông. Man United chẳng những không tiến bộ, thậm chí ngày càng thụt lùi so với chính bản thân họ một năm trước. Erik ten Hag không kiểm soát được cầu thủ, tiêu biểu là vụ Sancho thả, ngồi sơi chơi nước, chứ nhất quyết không thèm xin lỗi ông, dù nhận được nhiều lời khuyên từ đồng đội. Erik ten Hag thiếu quyết đoán trong các phương án lựa chọn nhân sự, ông ngày càng xa lầy cùng Man United, khiến cho tương lai tại Old Trafford đang bị đặt một dấu hỏi lớn. Cụ thể, khi bộ đôi ngôi sao Bruno Fernandes và Rashford nhiều lần chơi tệ thì Erik ten Hag vẫn không dám mạnh tay đẩy họ lên băng ghế dự bị hoặc đưa ra một quyết định cứng rắn hơn. Mặt khác, các tân binh mà ông đưa về ở phiên chợ hè 2023 đều đang có dấu hiệu bị flop. Andre Onana để lại nỗi thất vọng to lớn về người được chọn mặt gửi vàng thay thế David De Gea trong khung gỗ. Mason Mount cũng đang lạc lối trong một hệ thống chiến thuật mù mịt. Sofyan Amrabat và Rasmus Højlund dính chấn thương khi gia nhập Man United và giờ họ đang phải tự đốt cháy giai đoạn để chứng tỏ giá trị bản thân. Quan trọng hơn cả,
người ta không thấy được sự rõ ràng về lối chơi của Man United dưới triều đại Erik ten Hag. Trong bài phỏng vấn cách đây một năm, Ronaldo đã nói rằng Quỷ Đỏ giờ đây thua xa Manchester City và Liverpool, thậm chí còn không bằng Arsenal. Đó là một sự thật đau lòng. Man United của Erik ten Hag có xuất phát điểm tốt hơn Arsenal của Mikel Arteta về mọi mặt. Giai đoạn đầu của Arteta tại London, Arsenal cũng hòa và thua liên tục. Tuy vậy, điều mà vị huấn luyện viên trẻ tuổi người Tây Ban Nha làm được là định hình được ý tưởng về lối chơi. Trở lại giai đoạn năm 2020 đến năm 2021, Arteta liên tục bị chỉ trích vì các áp đặt chiến thuật có phần bảo thủ của ông lên các học trò, tiêu biểu là việc triển khai bóng ngắn từ sân nhà với số đông nhân sự, dù không sở hữu những hậu vệ chơi chân tốt, đồng thời hàng tiền vệ cũng không cho thấy sự cơ động trong việc kèm người và thoát pressing. Rất nhiều bàn thua mà pháo thủ nhận về trong giai đoạn này đến từ các pha chuyển lỗi của hậu vệ hoặc các pha mất bóng từ tuyến giữa. Nhưng rồi sự kiên định này dần mang đến trái ngọt trong các mùa giải tiếp theo khi Arteta dần hoàn thiện bộ khung nhân sự tốt hơn với Ben White, William Saliba, Oleksandr Zinchenko, Martin Odegaard, Thomas Partey và giờ là Declan Rice. Khối nhân sự này được đưa về để gắn vào hệ thống chiến thuật được định hướng sẵn. Nhân sự được nâng cấp, dễ hiểu khi Arsenal ở thời điểm hiện tại đang thi đấu với thứ bóng đá quyến rũ bậc nhất Premier League. Là một chiến lược gia từng rất nổi tiếng với phong cách chiến thuật độc đáo thời còn làm việc tại quê nhà. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, Erik ten Hag chưa làm được điều tương tự trên đất Anh. Nhiều nghi ngại cho rằng liệu ông có phải The Chosen One của Man United khi thời gian và sự kiên nhẫn ngày càng chống lại ông. Rõ ràng sa thải huấn luyện viên trưởng không phải là cách để vực dậy một đội bóng có quá nhiều vấn đề ở cả quá khứ lẫn hiện tại như Man United. Tuy nhiên nếu tình hình chẳng có sự cải thiện, rất có thể ban lãnh đạo Man United bắt buộc phải xử phu với Erik ten Hag. Arteta cũng từng suýt bị sa thải sau khi liên tiếp nhận 3 trận thua tại Premier League đầu mùa giải năm 2021 đến năm 2022. Cứu cánh khi đó rõ ràng không phải sự ủng hộ tuyệt đối của nhà Kroen, mà là việc tự Arteta tìm lại mạch thắng cho đội nhà. Giờ đây Erik ten Hag bắt buộc làm điều tương tự nếu muốn giữ ghế của mình lâu hơn.